Vân sẽ giới thiệu cho mọi người cái khu vườn yên tĩnh của Vân nha, rất là chảnh nha. Đây là cây mận nè, mọi người coi nè, đứng ngay trên cái tầm này thôi, mận này ăn nó ngọt mà ngọt khủng khiếp luôn đó, mọi người thấy chưa đó, ví dụ nha, ví dụ nè đó, ví dụ giờ mình thích nè, cái mình lựa mình dùng điện thoại mình lựa luôn đó, cái mình là đó, ví dụ trái này nha, trái này mọi người nha, trái này nha, rất là ngọt. Rồi còn chảnh hơn nữa nè mọi người, chảnh hơn nữa nè, đó là cây mận trái, còn đây là cây mận đực, xã Vân trồng theo kiểu mà đực trái đó. Đó, trên con đường đi cây này cũng nhiều trái lắm luôn mọi người, hơi cao một chút xíu nhưng mà làm như nó biết hay sao á, cho nên đây mọi người nhìn đi nè, đó ăn được rồi nè, chảnh ghê không, bức ăn luôn. Chưa hết nha mọi người ơi, đây mình sẽ đi giật lùi và mọi người sẽ thấy đây là vườn mùng tơi nè, đó mùng tơi nè, mình thích thì mình sẽ hái nha. Và đây cây xoài, ơi ơi, đó mọi người thấy chưa, rất là chảnh, xoài cát. Còn đây là mùng tơi, còn đây là bụi hoa thối địch. Bây giờ mọi người biết Vân sẽ đi đâu không, cho mọi người coi nha, cho mọi người coi đó, khu vườn á, đây là con đường vô nè, con đường vô thì sẽ có hai cây mận gọi là mận đực cái nha đó. Còn đây mọi người ơi, Vân đi lùi tiếp, đây là cái chuồng chó nhà Vân đó, cái ngôi nhà vậy đó chia làm hai là bởi vì sao, nó có hai cái chủng chó khác nhau, nó giữ như quỷ vậy đó, cái ban ngày là mình phải nhốt tụi nó vô, ban đêm mới thả ra đó, tại vì sao ban ngày có hai bà chó mút đồ á. Còn đây là cái xích đu ông xã làm cho Vân dưới gốc cây điệp đó, đó cây điệp cây phượng có trái rồi đó mọi người, có bông rồi đó mọi người ơi, đó mọi người thấy đẹp không, đẹp lắm. Đây là cái xích đu dưới gốc cây đó, sau lưng là chuồng chó, còn trước mặt là cái hòn non bộ đó, vậy đó, giờ này ra là thôi nó mát, thôi là mát. Mình đi tiếp nữa nha, mình đi tiếp nữa là mọi người sẽ thấy đây cóc non. Đó, thèm mỗi cóc thì mình sẽ bức cóc. Mình sẽ bức cóc về để làm gỏi. Còn đây là rau lan. Đây này đó, vì có hai bà mút đồ này cho nên là đó, này nè. Cho nên là mấy bà kia bị nhốt ở trong chuồng tối mới thả ra. Đây. Rau lan nha mọi người, đó, rau lan mát xanh luôn. Cái đây còn ổi nữa nha. Trời ơi mọi người ơi. Vân lên đây á, là chủ yếu là cây vườn, còn cái giống mít nhà Vân nữa nè. Trời ơi, mọi người có biết là cái mít này nó ngon mà nó ngon tàn canh không? Nó ngon mà nó ngọt mà nó ngọt, giống như cái sơ của nó cũng ngọt như đường phèn vậy đó. Không biết sao kỳ vậy. Đây ổi nè, nhưng mà ổi này chưa ăn được. Đây nè, mấy trái ăn được là mấy trái này nè mọi người. Đó, đây ha, mình nhìn đi. Đó, cái đám đó đó, nhỏ xíu vậy mà ổi chín không á, bọc lại rồi, khi nào ăn thì mình sẽ lấy, mình sẽ ra đó mình hái. Đây, còn Vân sẽ lấy một trái ổi cho mọi người coi. Vân lấy một trái ổi nha. Đây là cái cầu để đi qua, bữa trưa nhà Vân ăn cơm ở đó. Đó, đây nha mọi người, đây. Mọi người nhìn trái ổi nè, ổi nó ngon như thế này cơ mà. Cái này là ăn được rồi. Vân sẽ bước một cái. Vân bước một cái xong rồi á, Vân sẽ rửa cho mọi người coi nha. Trời ơi, coi như á, nhà là mình thích ăn trái cây gì thì mình sẽ đi ra vườn mình hái. Rồi mình thích ăn rau gì á thì mình đi ra vườn mình cắt. Xin lỗi mọi người nha, Vân phải dùng hai tay mới bẻ được, nó dai lắm. Ôi. Đây. Đây. Thành quả đã có rồi. Còn đây nữa là mọi người nhiều lắm. Đó. Cứ là ăn xong rồi, cứ là mình thích thì mình sẽ ra mình hái tiếp. Bây giờ thì Vân đi rửa. Mình đi rửa nha. Đi qua cái chỗ này rửa đàng hoàng. Rồi Vân rửa xong rồi.
Hồi nãy Vân phải cắt ngang bởi vì trong lúc mình đi rửa thì mình không thể nằm vừa quay vừa rửa được, phải rửa vệ sinh sạch sẽ. Đó, cái mùa dịch là coi như 15 ngày cách ly, tự cách ly ở trên này á, thì mọi thứ nó rất là vui. Giờ nè, Vân giới thiệu cái loại mận của nhà Vân nha. Nó rất là ngọt luôn. Đây nha, trái nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà nó ngon, nó đặc. Ngọt lắm mà thơm mùi à. Nó thơm lắm, giống như hồi đầu tiên mà hồi đó lâu rồi mọi người nói là có cái giống mận mà mận Ấn Độ, mận này kia nhập qua, thì đây là như đây là mận Thái chứ không phải mận Ấn Độ. Rất là ngọt, rất là đặc. Nó đặc lắm nè, nó không bị rỗng. Ngọt. Trái nhiều vô cùng. Thực sự mọi người biết trái nhiều lắm luôn. Có buổi chiều á, Vân chỉ cần ăn hai trái mận hái xong. Xong rồi nếu hôm nào mà vẫn còn muốn trái cây nữa thì mình sẽ ăn ổi. Đây cái trái ổi sau khi Vân rửa xong nha mọi người. Trời ơi nó ngon. Mọi người nhìn đi, nó ngon khủng khiếp luôn. Cắn thử cho mọi người nha, nó ngọt và cái hộp của nó mềm mà trời ơi, Vân cũng không nói được mấy tại sao ông xã Vân kiếm cái giống ở đâu về mà nó ngon dữ vậy không biết. Khoe mọi người cây hồng nha, cây hoa hồng phá cháy luôn. Một cây á. Đẹp không? Một cây hồng. Đây là suối Nam Bộ. Chảy róc rách nè. Đó cái vườn nhà Vân á. Mọi người thấy không? Đủ các loại hoa hết. Hoa trang nè, hoa hồng nè. Suối nè. Dễ sợ luôn, đã lắm luôn á mọi người. Đó, suối rất rách nè. Suối này nó sẽ chảy ra cái hồ. Đó, nó sẽ chảy ra cái hồ bên kia. Đó, đi qua cái cầu của cái hồ là lúc ở dưới đó cá. Trời đó coi, thèm cá thì sẽ câu cá. Đó, cái mùa dịch thì Vân ở nhà để mà gọi là gì? Chống dịch á, bằng những hình thức như vậy đó. Cắt lông chó nè, nấu ăn cho cha mẹ chồng con nè, rồi hưởng thụ nè, hưởng thụ ở khu vườn yên tĩnh nè, hết rồi. Mong là mọi người chúng ta cố gắng qua khỏi mùa dịch này, cố gắng nắm tay nhau để mà triệt tiêu được con virus corona đó. Đây hai bé gái và bé cháu nhà Vân đây. Chúc mọi người sẽ coi như là vượt qua mùa dịch một cách ngoạn mục. Chúng ta cùng chung tay để mà đẩy lùi cái dịch bệnh này nha. Và mọi người nhớ theo dõi đại kê chạy đi của Vân nha. Tại vì hôm nay Vân vui lắm vì mọi người biết sao, lên top 10 thịnh hành nó có vui gì đâu. Tại vì thực ra mà nói thì ở cái tuổi này rồi, tự nhiên mình có sản phẩm, mình ra sản phẩm mà được mọi người đón nhận thì mình vui chứ. Vui mà thiệt cái vui không biết nói sao á, thì trào nước mắt luôn á. Nên nếu mà mọi người có thương Vân thì và thấy thực sự thấy cái đại kê ok á, nó hay á, thì là subscribe kênh Hồng Vân Entertainment cho Vân me nha, share chia sẻ cái đại kê nha. Vào thứ năm hàng tuần lúc 4:30 là Vân lên, Vân được 7 tập đó, Vân làm đợt 1 được 7 tập rồi đó mọi người. Vui lắm, vui thôi là vui. Chào mọi người nhé.